Hello, what's up, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Huy mang tên là Huy Yogi. Và ngày hôm nay Huy đã quay trở lại với một cái góc cũ rồi. Câu đầu tiên, lâu quá mới gặp lại tất cả các bạn. Ngày hôm nay ở góc sẻ chia, chắc hẳn tất cả các bạn cũng biết được là có cái gì muốn khoe với lại tất cả các bạn rồi đúng không? Sài Gòn á, mấy bữa nay trở lạnh rồi tất cả các bạn. Lạnh lẽo rồi. Thì cái mùa này á, là một cái mùa rất là đẹp, rất thích hợp cho những ai mà hay buồn. Lòng Huy cũng buồn phơi phới, buồn rười rượi đó các bạn. Nhưng mà xen lẫn cái nỗi buồn đó có một cái tin vui là khi mà Sài Gòn đã trở lại rồi thì chắc chắn Huy phải làm phim chứ. Phải ra phim cho mọi người coi, phải ra phim cho mọi người đừng có quên Huy. Tới đây Huy sẽ cố gắng bắt nhịp lại với lại cuộc sống bình thường này. Tại vì 2 tháng ở nhà vừa rồi chậm rồi, nên bây giờ phải đang trong cái giai đoạn mình bắt nhịp lại cuộc sống bình thường. Nói chung là hơi bị phản đam á các bạn, hơi bị sốc á. Nhưng mà cuối cùng cũng sẽ ổn thôi. Để bắt nhịp lại với cuộc sống bình thường này thì Huy cũng đã quyết định mua một đôi giày, một cái đôi giày mới. Thì thật sự cái đôi giày này á không phải của Huy mua mà là của thằng em Huy mua, nhưng mà không sao cả, có thằng em Huy mua rồi nên Huy cũng đã đá được đôi giày của nó để đặt hộp cho tất cả các bạn xem. Thì cái đôi giày gì bây giờ đây Huy sẽ cho tất cả các bạn thấy. Ta-da! Các bạn thấy đó, trên tay của Huy là một cái box của một đôi giày đúng không? Đúng vậy, không thể nào là một cái khác được. Nãy giờ nói nhiều quá rồi, Huy sẽ đi thẳng vào luôn cái phần mà đập cái hộp cho tất cả các bạn xem. Vì đây không phải là đôi giày của Huy nên Huy cứ đập thẳng tay như vậy á các bạn. Giỡn thôi, ok. Trên tay Huy đó chính là đôi giày Air Force One Spice Lee. Đó, nói chung là đôi giày Air Force One tinh chuẩn. Ok là trước khi chúng ta đi tới nhân vật chính thì chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được nhân vật phụ. Để bao bọc cái đôi giày này thì chúng ta sẽ có một cái box. Thì cái box này là một cái box Air Force One Basic thôi, thuần túy của những cái đôi Air Force One bình thường khác. Thì trong đây cũng chỉ có một cái tờ giấy gói quà. Cái bên hồng hộp thì sẽ là cái tên của cái đôi giày đó. Thì cái đôi giày này được gọi tên là Air Force One 07 LV8, nhưng mà mọi người thường gọi nó là đôi Air Force One Spicy á các bạn, Spicy á. Giá retail của nó là 170 đô rồi. Thì ở trên là size 8 US là size của nam, còn dưới là 9.5 là size chân của nữ. Thì một lát nữa Huy sẽ cho các bạn biết cái điều thần kỳ của đôi giày này ở đâu nha. Ok, chúng ta bây giờ sẽ đi tới một nhân vật chính, đó chính là đôi giày Air Force One Spice Lee, mà Huy còn gọi là đôi Air Force One tinh chuẩn. Yeah, trên tay của Huy đó chính là đôi Air Force One Spice Lee. Cái đôi giày này Huy không nhầm là ra được từ năm ngoái rồi đó. Tất cả các đầu giày, các sneaker, tất cả các bạn mà thích giày đều không thể nào bỏ qua được cái độ hot của đôi này. Có rất là nhiều YouTuber nói về cái đôi này trên YouTube rồi. Thì bây giờ Huy cũng sẽ làm về cái đôi giày này, nhưng mà Huy sẽ làm theo cái cảm nghĩ của Huy khi mà Huy được cầm trên tay cái đôi giày này nha các bạn. Nhìn vô cái đôi giày này tất cả các bạn cũng thấy được cái điểm nổi bật của nó là một cái dấu Nike Swoosh nè. Các bạn thấy không? Các bạn cũng dễ dàng bắt gặp nó trên những cái khăn Tuban đó các bạn. Huy gọi cái đó là cái khăn Tuban. Cái họa tiết Spicy này đã ra, thôi Huy gọi là họa tiết tinh trùng đi nha. Cái họa tiết này đã ra rất là lâu rồi, nhưng mà Huy cảm thấy gần đây thì cái họa tiết này lại một lần nữa lên ngôi. Người ta nói là thời trang á, nó vẫn là như vậy, nó vẫn cứ lặp đi lặp lại, chỉ là qua các thời kỳ các bạn cũng dễ dàng bắt gặp lại những cái tay anh chị hip hop rapping, nói chung là những cái tay chơi hip hop họ thường có những cái khăn, cái nón, những cái áo. Thì Air Force One cũng không ngoại lệ, họ cũng đã áp dụng được ký hiệu này lên cái đôi giày. Các bạn có biết những cái họa tiết này như thế nào thì các bạn để lại comment nhé. Hơi chỉ nhận xét như vậy thôi. Cái điểm đặc biệt cái đôi giày này đó chính là cái dấu Swoosh đi từ bên phải ra đằng sau rồi qua bên trái nè. Đó chính là cái đặc điểm nhận dạng của cái đôi Air Force One Spice Lee này á các bạn. Thì ok, nói về cái màu phối, cái colorway của cái đôi giày này thì trên mạng á, nhiều người nói cái đôi này á có cái màu phối như hai cái đôi Air Force One với lại đôi Nike SB Dunk của Travis Scott á các bạn. Của Huy thì Huy thấy không giống chút nào hết á. Cái đôi này nhìn vô là thấy khác hoàn toàn hai đôi đó rồi. Chắc có thể là do cái màu phối hoặc tất cả các bạn lại bị ám ảnh cái độ hot
những cái đôi giày của collab với Travis Scott làm ra để các bạn nhìn vô thì các bạn thấy giống như hai đôi đó vậy. Cầm cái đôi này trên tay thì Huy cũng thấy chả giống gì hai cái đôi kia hết trơn á. Có khi còn đẹp hơn, chắc tại vì nó rẻ hơn nên Huy thấy nó đẹp hơn. Ok, thì chúng ta sẽ đi tới chi tiết trên cái đôi giày này nha. Thì đầu tiên Huy thấy cái phối màu này là một cái phối màu cream kem á, một cái phối màu rất là đỉnh cao đúng không, một cái phối màu rất là đẹp. Thì Air Force One gần đây những cái form giày Huy thấy có một cái sự thay đổi rõ rệt đối với những cái đôi Air Force One đời trước. Những cái bản mà gọi là gần đây nhất á, Huy cặp trên tay Huy thấy rất là êm các bạn, nó không còn cứng form như những cái đôi mà Air Force One trước đó nữa. Đó là một cái sự cải tiến, một cái sự chăm chút hơn của Nike dành cho Air Force One. Đó là một điểm cộng các bạn. Các bạn thích Air Force One thì các bạn hãy nên mua những cái đôi giày Air Force One hiện tại đi, mà cực kỳ thích, cực kỳ êm, giống như Huy đã từng review cái đôi FY Sasko rồi các bạn. Cái form của nó cũng mang cực kỳ êm chân luôn. Và còn một cái điều thần kỳ mà hồi nãy Huy nói nữa mà từ từ Huy nói nha. Cái đôi này về cái phối màu là một kem, một cái đế thì cái đế nâu này các bạn cũng biết rồi, đó là cái đế người ta hay gọi là đế gum á các bạn. Cái đế này mang có vẻ không bị trượt nha. Sai rồi, mang rất là dễ bị trượt các bạn. Thì mang Air Force One các bạn nên chú ý về những cái sàn nha, mang rất là dễ bị trượt á. Ok, tiếp tục đó chính là cái mũi giày. Cái điểm đặc biệt nữa của cái đôi Air Force One là tinh trùng này. Bóp vô giống như là các bạn bóp vô cái con thú nhồi bông á các bạn. Êm, cực kỳ êm, bóp sướng đó các bạn. Sờ vào êm đúng không? Và các bạn có thể đút tay vô cái đôi giày giống như hơi vậy nè, các bạn bóp từ dưới bóp lên, nó vẫn là êm luôn các bạn. Đó chính là một điểm cộng cho cái đôi Air Force One này. Bảo đảm tất cả các bạn, ai mà mang cái đôi Air Force One này vô các bạn thích hết trơn á, cái với các bạn luôn. Ngoài cái điểm êm này nữa thì một cái điểm đặc biệt của trên đôi Air Force One tinh trùng này đó chính là cái sợi dây. Cái bản của sợi dây này bự hơn so với những cái bản Air Force One khác. Thì thật sự cái dây bản bự này mà khi chọc vô cái đôi giày này thì nhìn cái form nó cứng cáp ha, nhìn rất là bự, rất là đồ sộ. Nói chung là cái dây này cũng ok. Có một điều là khi các bạn chỉnh dây dài á để mang vô thì nó hơi khó, bởi vì của nó là bản bự mà. Nhưng mà cái bề mặt nó nhìn cũng rất là ok, rất là đẹp, rất là hài hòa, nhìn rất là hay ho. Từ cái độ phối màu, cái họa tiết spiley này nè, tới cái đế, cái sợi dây, và đặc biệt cái độ mà on fit á, cái độ mà mang lên chân á, nó là cực kỳ hay, cực kỳ đẹp. Cái đôi giày này á, thật sự là Huy đã từng rất là muốn mua rồi, nhưng mà Huy đã chọn đôi Air Force One Sasiko rồi nên Huy không thể nào mua đôi này. Nhưng mà không sao, bây giờ Huy đã cầm nó trên tay rồi thì chả còn vấn đề gì. Chưa kể nó là của thằng em Huy, nên Huy có thể lấy, Huy mang bất cứ nào. Ồ, các bạn đang thắc mắc tại sao chân của Huy là 9.5 nhưng mà size 8 Huy vẫn mang được đúng không? Đó là cái điểm thần kỳ cái đôi giày này. Huy không biết tại sao chân của Huy là chân size 43 nhưng mà khi mà Huy on fit cái đôi size 8 này vô mà nó vẫn vừa các bạn. Huy không biết được đó có phải là cái sự thần kỳ của cái form đôi giày Air Force One đời mới này không. Nói chung là Air Force One làm ra cái đôi giày này phải nói là đẹp, xứng đáng để mua luôn á các bạn. Tuy giá thành của nó rất là cao, cao hơn so với mặt bằng chung những cái đôi Air Force One bình thường, nhưng mà rất là đáng để trải nghiệm. Và Huy đặc biệt Huy cảm thấy những cái đôi Air Force One gần đây mà họ làm á, cái độ bền của nó cũng rất là cao. Các bạn có thể mang cay bừa như thế nào tùy ý các bạn, rất là khó hư. Ok, nãy giờ thì rườm rà quá rồi, bây giờ Huy sẽ chính thức mang nó lên chân cho tất cả các bạn xem cái độ đẹp của nó như thế nào nha. Đợi chút. Thì như các bạn đánh giá thì đôi giày này tất cả các bạn có nên mua không? Theo Huy nghĩ thì các bạn nên mua đó, mang rất là êm. Còn bây giờ thì clip chắc là kết thúc rồi. Huy hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip sau. Còn bây giờ xin chào và
Hẹn gặp lại. À, nhớ follow kênh Huy Du Ký xem được những video clip mới nha. Bye bye.